chia sẻ thực tế với các bác con chim họ Mi đang nuôi mùa thay lông tại nhà cám chim đất Việt. Các bạn còn nhớ đây là một trong những con chim mình đã quay trong những clip trước. À, đến ngày hôm nay thì các bác thấy đấy, lông lá được tầm khoảng 60-70% rồi, lông nuôi vẫn ra rất là nhiều, chân mỏ lông đều sáng đẹp theo thời gian. Nuôi thực tế tại nhà mình luôn, và các bạn đang thấy ở phía trong kia nuôi rất là nhiều loại mi chè trồng màu các thể loại luôn. Ở ngoài này đang quay cho các bạn xem. Em ơi, cầm nhanh một gói cám mi ở đây với. Cầm cả một hộp cám mi đây. Em đang cầm một gói cám để chia sẻ cùng với cả nhà nhé. Nào, đưa cho anh ạ. Mở cái nắp ra cho anh. Đây, trong video này cũng chia sẻ cái sản phẩm cám của nhà mình. Đây, cám họ Mi bên mình hoàn toàn nguyên liệu tự nhiên. Cám chim đất Việt, cám họ Mi của đất Việt nhé. Số điện thoại 0908 070 555 hoặc 0944 11 4410 này. 200.000 một kg miễn phí ship tận nhà. Các bạn có thể là trải nghiệm với con chim nuôi kể cả mùa thay lông hoặc hót sau này rất là ổn định. Và các bạn nào đã sử dụng sẽ thấy là có cái sắc lông, sắc mỏ sáng đẹp theo thời gian. Đấy. Sáng vàng, với con chim nào hanh hanh vàng là sẽ sáng. Đấy. Đây là cái hạt cám thực tế nhà mình sử dụng đây. Thì cũng chia sẻ lại một lần nữa, các bạn có nhu cầu thức ăn dành cho chim họa Mi liên hệ trực tiếp với nhà mình, 200.000 một kg miễn phí ship tận nhà luôn, và đây là cái địa chỉ của nhà mình. Một nữa cảm ơn tất cả các bác đã theo dõi video trên kênh Cám Chim Đất Việt. Xin chào tất cả các bác.